Welcome back, anh em quay trở lại với kênh Gia đình Tết Trần. Lúc này thì tôi đang có mặt tại Doha, Qatar rồi. Thực ra là cũng định làm vlog cho anh em từ lúc bắt đầu đi cơ, nhưng mà thực sự là nó rất là nhiều công việc lùng củng, thì tôi không có nhiều thời gian để mà làm. Thì bây giờ là qua một quãng thời gian khoảng tầm 7-8 tiếng bay từ Nội Bài, thì bây giờ đã có mặt tại Doha, Qatar. Và gọi là sau khi mà xuống sân bay thì làm một số những thủ tục như là nhập cảnh và đổi tiền này, mua sim này, thì bây giờ có thể ngồi được trên cái taxi. Đấy, taxi để quan sát một chút cái khung cảnh của Doha, Qatar. Đấy, tuyệt vời không? Đây thì nhiệt độ của Doha lúc này đây là 23 độ C. Thực ra thời tiết khá là mát, nhưng mà các bạn thấy nắng rất là gắt. Vì thực ra dù sao đây cũng là cái vùng Tây Á, và trước đây toàn là sa mạc thôi, cằn cỗi. Khó để có thể đòi hỏi được là có nhiều những cái gọi là cảm giác râm mát ở đây. Đấy, các bạn nhìn thời tiết rất là nắng, và đường cao tốc ở đây thực sự với các bạn luôn là rất nhanh. Taxi đi tốc độ khá là cao và rất là nhiều làn. Một đất nước giàu có và rất nhiều công nghệ. Thì đáng lẽ ra là tôi đi xe bus để về để tiết kiệm một chút, nhưng mà thực sự với các bạn là tìm rất là khó. Bản thân mình là mình cũng cầm nhiều hành lý đây, các bạn nhìn thấy này, như là một cái vali, phải vừa sắm cái vali này các bạn ạ. Vali này thì là vali mà tôi phải sắm, bởi vì là tôi được biết là ở tại Qatar đợt này phải đi bộ rất là nhiều, thì là tôi phải sắm cái vali có cái chân bánh này để kéo đi, chứ đeo ba lô thì rất là nặng. Đấy, thứ hai là vali quần áo cũng như là một cái chân máy. Đấy, còn lại thì ngày hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2024. Theo lịch thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có một cái trận đấu giao hữu kín. Thì tôi đang rất cố gắng để về đến khách sạn, cất đồ đạc, sau đó là di chuyển qua cái khách sạn của đội tuyển. Thế thì chúng ta sẽ cùng với tôi để bắt đầu cái hành trình đợt này. Trước khi mà thực ra là cũng muốn chia sẻ với mọi người là thực ra để đi được chuyến này thì rất là khó khăn. Khó khăn ở đây thì nó liên quan đến rất nhiều thủ tục, đăng ký rồi là làm visa, đăng ký cả thiết bị nữa. Lần này thì Qatar họ làm rất là chặt theo cái tiêu chuẩn của World Cup, bởi vì các bạn biết được là năm 2022 vừa rồi thì họ cũng vừa tổ chức World Cup xong, và họ thực sự là đang áp toàn bộ những cái tiêu chuẩn World Cup vào đây. Và các phóng viên thực sự phải gửi rất nhiều những giấy tờ, và nói chung là thủ tục hơi lằng ngoằng một chút. Và bây giờ thì cũng tôi là người đầu tiên, phóng viên đầu tiên có mặt ở Qatar đây, cũng rất là vinh dự. Và đặc biệt lần này thì cũng rất cảm ơn nhãn hàng Yoga Bola. Yoga Bola họ đã tài trợ và giúp đỡ mình rất là nhiều trong cái chuyến đi lần này. Trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Bên cạnh đấy thì cũng được báo bóng đá, tạp chí bóng đá, đơn vị mà tôi đang gọi là đội bóng chủ quản của tôi đang đầu quân. Lần này thì tôi sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm để làm sao mà gửi đến cho các bạn rất nhiều những hình ảnh tại Asian Cup. Các bạn nhìn đây là một cái sân vận động. Sân vận động này chắc chắn là một trong những phần sân vận động mà nếu như các bạn còn nhớ thì đây là những cái sân vận động được xếp rất nhiều những container. Bây giờ nhìn ở ngoài cũng thấy này. That is the stadium for World Cup. Yeah. Right? It's for containers. Yeah. Okay. Đấy. Đấy, các bạn nhìn nhá, một cái sân vận động bên ở ngoài xếp rất nhiều container rất nổi tiếng đấy tại Qatar rồi. Đấy, nhìn các bạn nhìn đường Qatar đi, nhìn đường xa Qatar một chút đi, nhìn thực sự là rất là rộng rãi và thoáng. Đây là một nơi mà tôi có cảm giác là nó có một cái gì đấy nó xịn hơn Dubai, sạch sẽ hơn UAE một chút xíu, cái trực thăng bay trên trời. Đấy là cái cảm giác thôi. Bây giờ thì lần đầu tiên mình đến đây, thực ra là đã từng quá cảnh ở đây rồi, nhưng mà đặt chân đến đây vào bên trong thành phố thì cũng chưa bao giờ. Bây giờ là lần đầu tiên đấy. Thì tôi bắt đầu sẽ review cho anh em một số những cái thứ ở đây, và rất cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Gia đình Tết Trần. Quãng thời gian vừa rồi thì thực ra là sau khi mà đi Hàn Quốc về cũng muốn làm rất nhiều video cho anh em, nhưng mà
Như các bạn đã biết đấy, thực ra khi về nhà thì như tôi đã nói, cũng rất là cố gắng để gửi cho các bạn những video, nhưng mà công việc tại văn phòng cũng như là khi về nhà cũng dành thời gian ra gia đình nữa, thực ra là không thể gửi cho các bạn video nhiều. Hy vọng bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại để đồng hành cùng nhau các bạn nhé. Và chắc chắn là hành trình tác nghiệp của mình thì sẽ update rất nhiều ở đây. Ok, let's go. Đến khách sạn. Hôm nay thì tôi đang đến cái khu vực tôi booking rồi, booking khách sạn. Đây là một cái khách sạn mà đối diện cái khu trung tâm báo chí và nói chung là đắt lắm các bạn ạ. Ở đây tôi tìm khách sạn này, khách sạn rẻ nhất mà tôi tìm được là 1 triệu 8 một đêm tiền Việt. Khách sạn này khoảng 3 sao và nói chung là bây giờ tôi mới đến lễ tân để lấy phòng thôi. Ở đây có một cái sảnh rất là rộng. Thì chờ lấy phòng khách sạn, sau đó là tôi sẽ lên phòng và review phòng cho anh em xem. Một cái phòng 1 triệu 8 tại Doha Qatar, phòng rẻ nhất mà tôi có thể có được tại trung tâm. Tôi được biết đây là khu trung tâm, thì là các bạn sẽ trông sẽ như thế nào các bạn nhé. Đặt dã man, đang chờ lấy phòng các bạn ạ. Đây các ông ạ, đến phòng rồi. Đây hành lang phòng rồi. Đây là cái chung cư các bạn. Đây, vào phòng anh em nhé. Phòng của tôi đây. Gì đâu. Anh em mình đứng như thế này. Đây tôi review cho anh em phòng luôn. Đây vào phát đây, cửa đây. Ngay bên này thì có cái gì ấy, cái thảm ấy. À nha, những người theo đạo Hồi người ta quỳ xuống cái thảm này người ta cầu nguyện. Tôi hiểu rồi. Đây là một cái két sắt. Khu vực này là khu vực quầy bar. Có một chai nước rất là to. Đồ cà phê, trà. Một cái bình siêu tốc nhà như vậy có thể ăn mì được rồi. Đấy, đây có một cái tủ lạnh. Phòng 1 triệu 8 các bạn. Nó phải có gì chứ. Ok, đây là một cái ngăn tủ. Trên này có cái chăn. Chưa? À. Ngăn tủ đây. Rồi. Bên này ngay bên tay phải có cái cửa này thì vào phát là một cái phòng tắm. Có bồn tắm luôn ạ. Ai cha cha. À, cái này làm tôi nhớ đến UAE. Cái này ấy. Các bạn ạ. Đừng tưởng đây là bồn rửa mặt nhá. Đây là chỗ để rửa mông. Chưa, tôi mới đến tôi không biết đâu. Đây là chỗ rửa mông các bạn nhé. Đấy, đây là vào chỗ vệ sinh. Chưa? Đây chỗ rửa mông anh em nhớ đấy. Đây là cái bộ rửa mặt thì quen thuộc rồi. Có máy sấy rồi, giấy ăn. Đấy, một cái gương rất là to. Một cái chỗ tắm bồn. Khá là ok. Phòng 1 triệu 8 các bạn. Đây, đi vào trong phòng chính đây. Khu này là khu thường là sẽ phơi phong của anh em. Một cái bàn làm việc rất thích luôn. Đấy, một cái giường đôi. Ok chưa? Đấy, đây có cả ban công các bạn ạ. Ôi trời ơi. Tôi được ở chỗ có ban công nè. Đây. Anh em có làm tí ban công không nhỉ? Ôi, hình như không đi ra được cái sao ấy. À được 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 được, đi ra được, đi ra được. Đây. Đi ra cho anh em xem tí. À cái này có khóa các em ạ. À ra được, ra được. Đây, đi ra cho anh em xem. Ai chà. Ây, view của tôi đây các bạn. Nó phải như này chứ. Anh em thấy rằng phòng triệu 8 thì nó cũng phải. Nhưng mà các bạn nhìn ra chỗ này đang xây dựng hơi xấu. Đấy, tôi chưa định hình được cái khu tôi nó kiểu phong cách nhà. Đấy, đây là cũng nhìn được Doha rồi. Doha Qatar đây, xây dựng ngổn ngang đây. Chưa? Đây là phòng tôi ban công rất là rộng luôn. Đấy thì ở đây tạm trong vòng 2 ngày các bạn ạ. Trước khi mà chờ anh em phóng viên sang để ghép cùng. Ở này đắt lắm, không chịu được. Ok, như vậy là đã có một cái phòng. Bây giờ thì tôi phải sắp xếp đồ đạc. Đấy nhá, thì có cái bàn ghế đó, tivi, ngăn kéo có gì không? Chắc chẳng có gì. Chưa? Cơ bản thế thôi. Bàn làm việc. Bây giờ tôi phải sắp đồ này. Sau đó tôi sẽ di chuyển sang khu media. Ok chưa anh em? Let's. Bây giờ là bắt đầu ổn định chỗ ở và gọi là sẵn sàng chiến đấu cho ngày đầu tiên.
Bây giờ tôi đang trên đường đi từ cái khách sạn đội tuyển ra cái chỗ trung tâm báo chí. Vậy tôi đi nhầm các bạn ạ. Ở đây nó có hai cái Holiday Inn, mình đi nhầm. Về cơ bản theo quan sát thì thực ra đường phố ở Qatar này, Doha Qatar này, nó sạch sẽ lắm các bạn. Nó sạch sẽ và đường nhiều đường gạch lắm. Đây này, đường gạch thì các bạn này. Có cảm giác giống cái bên Pháp mà tôi đã từng đến. Nhiều đường gạch, đường nhựa cũng có nhưng mà đường gạch cũng nhiều các bạn nhé. Họ ốp gạch luôn đấy, họ ốp gạch bên dưới luôn. Đấy, đi này thì rất là bền. Ở đây thì sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Đây này các bạn này, đây toàn đường gạch thôi. Đây các bạn nhìn tôi đang đi bộ này. Bây giờ tôi phải tìm một cái đường đi bộ. Đây, toàn đường gạch thôi. Bây giờ tôi phải tìm một cái đường đi bộ. Tôi thấy cái bảng biển AFC ở dưới bên tay phải thôi. Đây là các bạn, toàn đường gạch thôi. Tôi không nghĩ Qatar nó lại đỉnh cao như này các bạn ạ. Mà thơm lắm, ở đây thơm lắm, có mùi gì thơm lắm. Đây, bây giờ tôi sẽ đi vào. Thế bảo đây là một cái đường ray xe điện này. Đây là có những cái xe đạp tự động rồi xe điện tự động này. Đấy. Tôi sẽ phải đi đúng làn đường các bạn ạ. Đây là một cái đường ray xe điện riêng. AFC Asian Cup đây rồi. Thật sự luôn, tôi ấn tượng luôn Qatar các bạn ạ. Đẹp đẽ, sạch sẽ và hiện đại. Bây giờ tôi đang đi ra một khu mà tôi thấy nó... À đây có người cầm chân máy, tôi biết là chắc là đây là khu báo chí thật rồi. Đây chắc là khu báo chí thật rồi. Main Media Center đây rồi. No, I can come there for take part. I don't have part right now. I come there for take part. I'm not check in right now. I come here for check in. Okay, like this, right? You want? Oh, yeah, I have. Wow. Tôi đã lấy được, kích hoạt được thẻ rồi. Đây các bạn. Và bây giờ thì bắt đầu bước vào cái phòng trung tâm báo chí. Work Media Working Area đây. Photographer Working Area. Press Conference Room. Tôi đã đi thẳng đây thì sẽ là cái phòng họp báo. Khu họp báo. Check cho bạn một chút để các bạn có thể nhìn thấy. Khu này thì rất là rộng luôn. Có một khu buffet. Ăn uống. Đây là khu này là khu đây. Khu này là khu để tác nghiệp đây. Các bạn nhìn thấy một dãy ổ cắm ghế ngồi rất là rộng luôn. Ok, tôi sẽ đi vào Media Lodge này là để ăn uống các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ đi vào đây một chút. Trong đây thì đó là khu của các phóng viên chuyên để gửi ảnh về. Đấy. Rộng lắm các bạn. Chỗ ngồi đây thoải mái luôn đấy. Có cả khu vực các cái bàn làm việc rộng lắm. Rộng lắm luôn đấy. Ok. Có khu vực, rất nhiều khu vực đây. Rất nhiều khu vực để lấy đồ uống nước cũng như là để ăn uống. Vời luôn, không thiếu có cái gì luôn.
Bây giờ tôi sẽ phải đi tìm những khu vực ăn ở đâu. Đây là khu phòng họp báo cầu trước cái giải đấu. Các bạn thấy là đây là khu mà đi vào bên trong thì sẽ thấy có một cái khu vực họp báo này, khu vực các cái ghế ngồi ở đây này. Đấy, và đây là khu để cho các ống kính máy quay. Đấy, và cả chụp ảnh. Đây là khu phòng phiên dịch nhá. Đây là một nơi tôi thật với các bạn là quá đỉnh cao luôn khi mà có cái này. Một cái phòng phiên dịch ngay ở đây. Thì có những cái huấn luyện viên người ta sẽ không nói được tiếng Anh. Đấy, thì phải có những người trợ lý ngôn ngữ riêng. Đó. Đẳng cấp châu Âu, à đẳng cấp quốc tế khác hẳn các bạn ạ. Đây các bạn này, chỗ này là chỗ để xem bóng đá các bạn này, của media này. Đây tôi đang di chuyển ra cái khu vực này để các bạn nhìn thấy nó to, nó rộng lắm. Tức là để mà xem các trận đấu bóng đá thì các bạn có thể xem từ phía này. Rất là rộng. Đây, các bạn nhìn này, chỗ ngồi này, rộng chưa? Có cái màn hình cực kỳ to luôn. Đấy, tôi vẫn chưa hạ cánh để ăn cái gì cả. Đã đang đi lang thang đây, rộng lắm. Đây là một cái khu vực để ăn các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ để bàn để đồ ở đây. Tôi sẽ lấy đồ ăn. Một trải nghiệm nghĩa đẳng cấp cho đẳng cấp World Cup các bạn ạ. Đây, rất là nhiều bàn ăn rộng rãi. Bây giờ chúng tôi sẽ ăn để đồ ở đây. Set. Thank you. Bây giờ sẽ xuống lấy đồ ăn các bạn. Video. Video. Mình gặp mình. Hi. Yeah. How are you? Sorry? How are you? I'm okay. Hi. They're asking you about voucher. Oh yeah, asking for voucher, okay? Voucher, you have voucher? I don't have right now. You need to get it from the volunteer because this buffet now closed. Ah, yeah. Need. Yani this one closed now. Uh-huh. You have a voucher? I don't have right now. Okay, just keep it open, huh? 1 minute. Come. I will okay. I show you where the voucher. Okay. 1 minute. If he comes, we'll give him. Okay. Thank you. We have voucher from there. Mm-hmm. But you need like this. I cannot show you. It's like this one. Ah. Lunch voucher. Okay. Your media, right? Yes. They didn't give you? No. You give? There? No, no one give me. Okay, now you go have food, mm-hmm. dinner, or tomorrow need voucher. Okay. Okay, buffet, this one close at 3. Mm-hmm. Okay. Okay. You, today, now it's 3:17. Oh, okay. 3 close. Okay. Lunch. Lunch. Okay. Dinner? Dinner. 5 to 8. Maybe five. You will get dinner. So now have food, but later. Come to me. Okay. So I help you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Please go ahead. Huh? Thank you. À, tức là đồ ăn trưa sẽ đóng lúc 3 giờ, đồ ăn tối thì sẽ muộn hơn. Thank you. Okay. Okay. Later. Ở đây những cái đồ mình cũng chưa bao giờ ăn, đã thử xem. A little. Đi noodle. Noodle. Okay. A little here, a little. Wait. Okay.
ăn ngon luôn ấy. Wow. Ok. Fish. Fish, ok, fish. Enough. Okay, it's done. Nhiều quá các bạn ạ. Đấy nhiều quá. Thank you. Water? Ah. No. Apple, apple. Thank you. Welcome, sir. Banana. Yes. Just only one. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Tôi chưa bao giờ tôi tham dự một kỳ nào mà nó đỉnh cao như này. Tất cả các sự kiện đã từng tham dự, chưa một sự kiện nào nó ăn uống ngon như này. Đây là đẳng cấp cao quá. Cá ngon luôn. Lúc này các phóng viên chỉ việc an tâm tác nghiệp thôi các bạn, không phải lo về ăn uống. Quá ngon luôn đấy. Tuyệt vời luôn.